Chào các bác, trong video này mình xin giới thiệu đến các bác một video về điều trị ngan ngáp và tiêu chảy phân vàng. Thì đối với cái trong thực tế chăn nuôi ngan thì có rất nhiều bệnh khó khăn, bởi vì chúng ta cũng am hiểu về nó rất là ít. Thì trong thực tế cái biểu hiện mà con ngan nó bị ngáp và tiêu chảy phân vàng, nó là hai cái biểu hiện mà rất là ghê gớm ở trên con ngan. Và gần như là các cái thuốc hiện tại chữa nó cũng thường không đem lại hiệu quả được. Bởi vì là bản chất là những cái bệnh đấy là do virus. Thì đối với đàn này, sau khi mà mình kiểm tra các biểu hiện bên ngoài và bệnh tích ấy, thì mình thấy rằng là đàn này nó bị cái bệnh gọi là, trong thời gian mình, trong hơn một năm qua mình chia sẻ cùng các bác cái bệnh mà các bác nhầm lẫn là cái bệnh đầu đen ấy, thì đàn này nó bị mắc cái bệnh gọi là parvovirus, và nó gây ra cái hiện tượng tím mọ này, ngáp này, tiêu chảy phân vàng, và con vật nó ủ rũ rất là nhiều luôn. Thì ở tí nữa các bác có thể xem ở trong video khi mà đoạn mình quay biểu hiện bên ngoài ấy, thì các bác sẽ thấy là có rất nhiều con nó đã cắm mọ xuống rồi và yếu luôn. Thì tổng đàn ấy, đàn này nó có 1.000 con mà 3 ngày, trong vòng 3 ngày thì nó đã chết hơn 100 con rồi. Và người ta dùng cả cái dòng như gọi là interferon, hoặc là cái kháng thể ở đoạn đầu mình, trước khi mình quay thì tí bác sẽ đấy kháng thể đấy. Thì mình phải nói khẳng định với các bác luôn là khi các bác dùng kháng thể đấy thì đảm bảo cái vấn đề ngáp này không bao giờ khỏi. Đây là điều chắc chắn luôn, không bao giờ khỏi. Mình cũng đã từng ứng dụng nó rồi, và hơn nữa cái kháng thể đấy thì mình, trong video này mình cũng xin giới thiệu với các bác luôn, cái kháng thể đó thì không phải là chai kháng thể đa dòng các bác nha. Chắc chắn là không phải chai kháng thể đa dòng, nó chỉ là một chai rụt mỏ bình thường thôi, và các bác đừng có nhầm lẫn cái chai đó là chai đa dòng. Đây là mình tâm sự cùng các bác đấy. Cái vấn đề cái chai đa dòng này thực ra là cũng có rất nhiều cái tranh cãi trên internet và trên mạng rồi. Mình thấy là mọi người thường nhầm lẫn cái bản chất của hai kháng thể đấy rất là nhiều luôn. Thì các bác nào quan tâm thì có thể nhắn tin inbox mình sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Thì quay trở lại video ấy, thì đối với cái biểu hiện ngan ngáp thì mình xin chia sẻ thêm cùng các bác một vấn đề, đó là cái hiện tượng mà ngan ngáp ấy thì có rất nhiều các cái cơ chế có thể dẫn đến được ngan ngáp. Từ đó chúng ta có thể hiểu là có rất nhiều bệnh dẫn tới cái hiện tượng ngan ngáp. Ví dụ như trong trường hợp mà nó tiêu chảy mất nước thì đúng là cái công thức máu nó bị suy giảm ấy, thì nó cũng không vận chuyển được oxy nữa, thì cũng dẫn tới là con vật nó bị ngáp. Hoặc là một cái bệnh nào đó mà gây yếu tố sốt cao, thì khi mà sốt cao thì nhịp thở nó sẽ, các bác hình dung là như trên lý thuyết người ta nói là chỉ cần tăng 1 độ C ấy, thì cái nhịp thở nó sẽ tăng lên, tức là cái nồng độ oxy nó phải cần sử dụng nhiều hơn là 30% rồi đấy. Nên là các bác hình dung là khi mà con vật sốt thì nó cũng gây ra hiện tượng khó thở, và nếu mà sốt càng cao thì nó cũng sẽ gây ra hiện tượng ngáp này thôi. Thì đấy là để có thể giải thích cho các bác là có rất nhiều cái cơ chế và cũng thể hiện là rất nhiều bệnh có thể dẫn tới cái việc là ngan bị ngáp được. Thì đối với mỗi một bệnh ấy, thì các bác sẽ cần phải thăm khám kỹ càng. Ví dụ như là bệnh nấm thì các bác mổ ra như đàn này cũng có nấm, thì bác sẽ thấy nấm riêng. Tuy nhiên là cái nấm của đàn này là khác các bác nhá. Nấm đàn này nó lây lan từ, nó có thể bị truyền nhiễm từ con bố mẹ, thì chúng ta cần phải tiến hành tiêm nấm chứ không thể uống nấm được. Đàn này uống nấm thì không bao giờ khỏi. Đây là điều mình dám khẳng định luôn. Cái ngáp của đàn này nó còn liên quan đến cái bệnh parvovirus nữa. Thì nó trong quá trình mình mổ khám ấy, thì mình thấy là cái tuyến tụy nó đã hoại tử, và cái mặt sau phổi nó cũng đã bị hoại tử phổi rồi. Thì nó cũng dẫn tới cái vấn đề mà cái ngáp và tiêu chảy phân vàng của đàn này rất là nhiều. Thì các bác hình dung là cái bệnh Bravo ấy, bản chất nó cũng là một bệnh về đường tiêu hóa đấy. Nó sẽ gây ra cái hiện tượng tiêu chảy phân vàng mà các bác có thể thấy biểu hiện ở bên ngoài. Rồi con vật nó thiếu oxy nữa, đây nó là gây ra cái hiện tượng mà mỏ nó bị thâm lại. Rồi sốt cao thì con vật gây ra hiện tượng ủ rũ. Đây là một trong những cái biểu hiện bên ngoài và những cái bệnh tích mà nó cơ bản nhất của cái bệnh parvovirus này. Và mình cũng đã làm rất nhiều video chia sẻ, có cả video livestream mình chia sẻ chi tiết từng cái biểu hiện của cái bệnh parvo này. Và các bác trong quá trình chăn ngan ấy, thì các bác cần để ý phòng những cái bệnh này nhá. Rất nhiều bác đến bây giờ, tức là khi mà xem một video nào đó của mình ấy, thì có nhắn tin gọi điện cho mình, nhưng thực ra là các bác vẫn chưa hiểu cái bản chất của parvo này. Thì cái parvo này mình nói lại một lần nữa là nó có 3 chủng parvo liền, vịt, ngan, ngỗng, 3 chủng này hoàn toàn khác nhau. Và cái con ngan ấy nó có một cái đặc thù là nó hoàn toàn có thể nhiễm cả 3 serotype parvo này luôn. Còn đối với con vịt, con ngỗng ấy, thì nó chỉ bị nhiễm cái parvo của chính nó thôi. Nên là cái parvo thì nó sẽ ở trên con ngỗng và trên con vịt thì nó sẽ đơn giản hơn, và chỉ cần tiêm một mũi là được rồi. Nhưng mà cái con ngan này thì nó khác, nó cái kháng thể parvo nó phải là một kháng thể khác, và cái quá trình phòng nó cũng khác. Ví dụ như các cái độ tuổi của con vịt và con ngỗng ấy, thì nó thường chỉ bị dưới 21 ngày thôi. Nhưng mà đối với cái bệnh parvo của con ngan này thì nó cái độ tuổi nó sẽ bị dài hơn. Ví dụ như các bác có thể thấy đến 450 ngày nó vẫn có thể bị parvo được và nó vẫn gây ra ngáp được. Tuy nhiên là ở mỗi một độ tuổi thì nó sẽ có những cái tác động khác nhau. Ví dụ như lúc ở tầm độ tuổi mà đàn này chẳng hạn, nếu như mà không có, như đàn này không có kháng thể đặc hiệu mà hôm mình chữa cho đàn này, thì chắc chắn là đàn này sẽ hao đến 70-80%, thậm chí là 100%.
100% luôn. Và thực tế là mình làm trước đây cũng đã thấy những cái ca bệnh như vậy rồi. Khi mà mắc ca bệnh này, ngan hao rất là nhiều và gây thiệt hại kinh tế rất là lớn, và nó gây ra hiện tượng còi cọc này, rụng lông rồi còi xương về sau nữa. Đó, có chữa được sau khi nó hồi phục ấy, nó không phải là chữa được, mà sau khi nó gọi là sau khi nó hồi phục ấy, thì đàn ngan nuôi cũng không ra một thể thống gì cả. Con thì còi rồi gãy xương rồi, ăn thì không lớn rồi, có những con thì còi như con chim bồ câu ấy. Đây là một điều rất là dở đối với bệnh này, cực kỳ là nguy hiểm, thì các bác lưu ý phòng nhá. Chứ còn bệnh đầu đen thì mình cũng khẳng định lại một lần nữa là không hề có bệnh đầu đen, các bác đừng có nhầm lẫn nhá. Bởi vì tất nhiên là mình cũng đã nhận được thông tin là có một số bác cũng biết về thông tin này rồi, rồi có những bác thì cũng biết là không có cái bệnh đầu đen đó. Thế tuy nhiên là cái việc phòng của các bác thì nó vẫn không hề đúng hướng. Thế còn cái tên đầu đen thì mình luôn luôn rất là nặng nề với cái từ hai từ đầu đen đấy, bởi vì hai cái từ đầu đen này nó dẫn đến cái suy nghĩ rồi các cái vấn đề mà các bác đặt ra ở trong cái quá trình phòng và điều trị con ngan nó khác hoàn toàn luôn. Bởi vì nó không đơn giản là chỉ là cái gọi đầu đen, bởi vì các bác rất nhiều bác ấn tượng với cái từ đầu đen này và các bác kết luận là cái vấn đề đầu đen này các bác sẽ sử dụng theo phương đồ phòng của giống như con gà nó cũng bị có một cái bệnh đầu đen đấy và nó gây ra cái kén hay như vậy. Nhưng mà đối với con ngan này thì khác hoàn toàn các bác nhá. Các bác lưu ý. Thế mình xin khẳng định lại một lần nữa. Thì đối với đàn này ấy, thì thực tế chữa là sau khi mình đến thì cái đàn này có 5-60 con nó đang ngáp ấy, thì mình khuyên bác chủ trại là mình lên lọc bỏ đi. Và nếu như trong thực tế các bác gặp ấy, thì mình cũng khuyên các bác như vậy. Nếu những con nào đã ngáp rồi thì các bác lên lọc bỏ, đập chết và tiêu hủy nó đi. Và đầu mình sẽ tập trung vào điều trị cho bọn khỏe thôi. Thì rất là may cái đàn này chỉ điều trị có một ngày sau khi tiêm kháng thể vào, đặc hiệu vào ấy, thì đàn nó cũng dừng ngay và chỉ hao thêm khoảng độ 10-20 con nữa thôi. Còn đâu là sau đó là đàn nó phát triển trở lại bình thường, ổn định, không có vấn đề gì cả. Đây là một điều rất là may mắn và kịp thời khi mà được sử dụng kháng thể đúng cách và đúng bệnh. Đấy. Chứ còn không phải là dùng cái kháng thể, cái chai kháng thể đắp cam như đầu mình quay mà có tác dụng đâu các bác nhá. Không hề có tác dụng, mình đảm bảo luôn, chắc chắn là không có tác dụng. Còn bây giờ xin mời các bác xem video nhá. Hôm nay bao nhiêu ngày anh Trọng ơi? Ui dồi ôi, nó bết lông này à. 9 ngày ạ. Anh làm những cái gì rồi? Đây, tiêm một túi lúc ra dịch mổ xin đơ mà không có tiêm rồi. Hôm đó là 5 hôm anh tiêm cái tả tổng tiêm bu su ấy. Anh nghĩ nhất cho sếp à. Ui dồi, ngáp ngáp thế này rồi, thôi chết rồi. Chết rồi. Ơi, lại khó thở rồi. Nó buổi tối nằm chồng với nhau không anh? Đâu. Ui giời. Phần trắng, phần vàng có rồi. Hay là Không phải. Đây, ngáp đây. Nghe nó cứ chết dần chân ngọn. Nhịp thở tăng rồi này. Có nhà này hơi nhóc chạy hơi nhóc ngáp rồi làm gì bán á nuôi chạy toàn lỗ thì cả chết này chả tất nhiên rồi. Ui lại nhiều lắm anh ạ. Thế gọi cho ông kia ông bảo thế nào, ông bảo tiêm cái gì chữa cái gì? Hôm nay anh tiêm kia anh tiêm là ui dồi ôi thì phải nhiều thế nhỉ. Ăn trắng này. Xếp cộng với một quả Alagin này. Với cả Chimusin này. Khó thở ngáp nhiều. Đây. Với cả Lancosin này. Bốn loại đấy. Nó vào cộng với cái đa dòng ấy mà một cái chai của anh ấy đâu phải chai đa dòng luôn à. Đấy, cái chai lúc nãy với cả một cái loại như bọn khỏe là sang bên kia đúng không? À, giống nhau đấy. Nhưng mà cái kiểu khỏe như vậy khỏe hơn. Có cái bên kia nhưng mà lại có một kia khỏe. Tím mỏ này. Nhiều ạ. Đàn này có thể chữa được anh ạ. Anh chọn. Anh thôi anh tóm cho em những con này vâng. Anh cho anh chỉ cho em. Đây tóm con ngang ngáp đi nhá. Nhìn con này bóng bóng này. Ngang ngáp đây. Đấy con này vừa nhổ của đấy. Một này. Để chọn mẫu con này luôn đi. Con kia nữa, con kia anh nhìn con đâu có không? Đây là ngáp rồi này. Nhìn đấy. Đấy 3 con, em sẽ mổ 3 con. Ui, nhiều con ngáp thế. Đấy, đúng nhá.
kia thì đây nữa này. Ừ, hôm qua hôm kia thì ôn ấm không đây? Hôm nay sao thì hôm qua bắt đầu lên điểm phải chết. Chết 70-80 con là tổng 500 con à? Nghìn con. Anh cũng là làm phát không làm. Ui, này anh ơi, anh đừng có vứt đây nhá. Chỗ này thì chết à? Làm nó không được đâu. Vứt đây một tí là có gì à? Dọn luôn một chỗ đi chứ này. Rồi anh kiếm em chọn luôn đi, em mổ được. Ngoài nhá. Vâng. Nhiều con yếu quá rồi. Theo biểu hiện bên ngoài cũng có ngáp này, phân trắng phân vàng này. Nó có ăn hôm nay giảm ăn nào anh ơi? Nó có giảm ăn không? Ui, sốt rất cao nhá. Sốt cao này dễ bị ấy thôi. Sốt cao này dễ bị bao vô bên nấm à. Mấy bữa anh cho nữa thì nó rào nó khỏe lắm. Làm hôm chưa tiêm ấy. Rồi ok, xong. Với cả cái tiramisu vào thôi. Vâng, ok. Hôm sau nó kém hẳn đi. Anh kiếm tả với tembusu rồi bị à? Ừ. Rồi ok. Sau bị không đau giảm.